Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 13m, thiết kế 1 trệt, 3 tầng lầu, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Căn nhà rất là đẹp, thiết kế theo một kiến trúc hiện đại, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có khu vực đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 5 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và quý vị đang cùng em Huy Hùng nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này quý vị. Một căn nhà phố hiện đại, hẻm đẹp, sạch sẽ, an ninh, khu nhà phố đồng bộ cao cấp. Và cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Khối khoảng tầm 100m thôi. Đây là con đường trước nhà nha mọi người. Một con đường đổ nhựa khoảng tầm 3,5m, gần 4m nha. Đường sạch sẽ, an ninh. Cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Khối khoảng tầm 100m thôi. Khu này thì xe hơi vào tới cửa nha quý vị. Ngang 4m2, độ dài 13m, được gia chủ xây mới 100%, thiết kế 1 trệt 1 lửng và 3 tầng lầu, 1 trệt và 3 tầng lầu theo mẫu kiến trúc nhà phố hiện đại năm 2023, tặng kèm full nội thất nha. Chúng ta sẽ vào bên trong căn nhà nha quý vị. Nhà thiết kế với lớp cửa cuốn bên trong, lớp cửa nhôm xin pha bên ngoài. Và bên trong đây thì quý vị sẽ không gian đậu xe máy và phòng khách. Nhà thì được gia chủ xây mới và tặng kèm full nội thất bên trong. Thì quý vị sẽ có khu vực đậu xe máy này, được ốp gạch 80. Và phía trong là không gian phòng khách với những bức tường ốp nhựa trang trí, kết hợp với đèn chiếu sáng, đèn LED và đồng hồ treo tường, cũng như là sofa và tủ kệ tivi. Phía trên thì quý vị sẽ có trần phẳng, đèn LED bên trong kết hợp với đèn chiếu sáng bên ngoài, tạo nên một không gian phòng khách phải nói là quá đẹp và sang trọng trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Và căn nhà này đang được bên Huy Hùng chào bán với giá bán là 6 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng nha quý vị. Hướng Tây Bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị quan tâm đến căn này thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực cầu thang, dưới cầu thang chúng ta có tủ để đồ và tủ kệ trang trí nhé. Cầu thang thì có đèn LED và có tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực, mặt đá hoa cương trắng đen. Bên trong là không gian bếp với bàn ăn 4 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Có khu vực để tủ lạnh hai cánh, khu vực để lò nướng, lò ghi sóng, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Cuối nhà thì quý vị sẽ có một khoảng sân chơi nhỏ ngay chỗ cây này. Và không gian bếp căn nhà mình thì được gia chủ thiết kế khá là đẹp và nhìn rất là sang chảnh nha mọi người. Nội thất tặng kèm full nên quý vị mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Ngang 4m2, độ dài gần 13m, được gia chủ xây mới 100%, thiết kế đẹp và nội thất bên trong quá cao cấp nha mọi người. Khu vực dưới tầng trệt thì cũng có phòng vệ sinh dưới cầu thang, bao gồm bồn cầu, lavabo, rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là Huy Hùng quay từ phía trong ra phía ngoài cho mọi người xem này. Ngang 4m2, độ dài gần 13m, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, ngay kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Từ căn nhà này quý vị di chuyển qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 25 phút và đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy nhé. Một căn nhà hướng Tây Bắc, Tây Tứ Trạch, phù hợp cho đại đình chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và chúng ta đến với không gian phòng ngủ này. Phòng ngủ thì quý vị sẽ có 4 phòng, bao gồm giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, máy lạnh, tủ áo, tủ kệ tivi và cửa sổ ra giếng trời. Đây là phòng ngủ số 1 này, chúng ta thấy này. Có bàn trang điểm này, có tủ áo ngay giếng trời kết hợp với giường ngủ 1m8. Và vệ sinh trong có máy lạnh mới Keppel được đặt ngay cửa ra vào. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ sồi cao cấp. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn LED, vòi tắm sen cây bên trong. Chúng ta có thể gắm thêm bồn tắm bách vách ngăn. Và qua bên đây chúng ta đến với không gian phòng ngủ số 2 nhé. Phòng ngủ số 2 thì cảm giác rộng hơn phòng ngủ số 1 nha mọi người. Phòng ngủ này có giường ngủ 2m này, có chăn ga gối nệm, có tủ áo, có bàn trang điểm, có ban công bên ngoài khoảng tầm 1m và có cây xanh được gia chủ trồng bên ngoài ban công với hệ thống cửa nhôm đùa ra khu ban công mặt tiền chính. Quý vị đang tham quan trực tiếp căn nhà 4m2, độ dài gần 13m, được gia chủ xây mới 100%, sổ hồng hoàn công năm 2023, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Khối, ngay kề bên công viên Làng Hoa, vị trí đẹp đắc địa. Đây là khu vực phường 9 nhé, khu vực cao ráo của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần với siêu thị MX2, siêu thị Vincom, Copmark và các trung tâm thương mại cũng như trung tâm hành chính, chợ, nhà thờ, trường học của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn nhà này thì quý vị di chuyển qua sân bay Tân Nhất chỉ mất 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Nhà thì mua bán hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ sang tên, pháp lý giấy tờ đầy đủ, quý vị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn nhé.
Và lên lầu 2 thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Quý anh chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp sản phẩm nhà phố ngang 4m2, độ dài lên tới 13m, full nội thất, sổ hồng riêng và giá bán thì 6 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng với chủ hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Khi mua thì toàn bộ nội thất như trong video Hùng quay sẽ được gia chủ để lại cho quý khách hàng chúng ta. Và giá bán thì còn thương lượng trực tiếp với chủ. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, quý vị sẽ được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ sang tên, hỗ trợ vay ngân hàng và rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Quý vị đang tìm mua nhà trong dịp đầu năm 2023 thì có thể liên hệ trực tiếp với Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để xem nhiều những sản phẩm nhà đẹp, giá tốt trên địa bàn của quận Gò Vấp, quận 12 và các quận lân cận của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng nha quý vị. Chúng ta thấy phòng ngủ rất là đẹp này, với đầy đủ nội thất tặng kèm, tương đối sáng và màu sắc cũng khá là hiện đại nha quý vị. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ đều bố trí đầy đủ công năng và có vệ sinh trong cho từng phòng. Và chúng ta sẽ cùng em lên tham quan khu vực sân thượng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nhé. Khu vực cầu thang thì ngoài đèn chiếu sáng bên trên tường, chúng ta còn có đèn LED bên dưới cầu thang nữa, tạo nên hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Quý vị quan tâm căn này thì hãy alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đến xem và sở hữu ngay căn nhà ngang 4m2, độ dài gần 13m, xây mới cách công viên làng hoa khoảng tầm 300m và cách đường chính đường Nguyễn Văn Khối khoảng tầm 100m thôi. Hướng Tây Bắc nhé, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Trên đây thì quý vị sẽ có sân thượng sau với khu vực để máy giặt. Chỗ này thì mai mốt chúng ta về ở thì có thể lập mái trên và phơi đồ giặt đồ ở đây. Và ngoài này thì gia chủ cũng có làm sẵn cho mình không gian phòng thờ. Chúng ta sẽ có không gian phòng thờ ở đây. Phòng thờ rất là rộng nha quý vị. Có hệ thống cửa sổ và cửa nhôm lùa ra khu vực mặt tiền chính. Và ngoài cùng là sân thượng phía trước của căn nhà hướng Tây Bắc. Sân thượng phía trước thì cũng được ốp gạch hoa rất là đẹp, có vòi rửa và có cây xanh bên ngoài. Quý vị quan tâm đến căn này thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán là 6 tỷ 500 triệu đồng nha. Hẻm trước nhà 3,5m. Quý vị quan tâm thì hãy alo cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.